Trong một khu rừng nọ có một pháp sư bốn mắt đang dẫn dắt một đám cương thi về quê ăn táng. Tuy là cương thi nhưng họ cũng biết chơi trò này nữa hả? Chắc anh em cũng biết qua trò này. Trò này thật sự rất mệt mỏi khi phải nhảy cả buổi trời. Đúng lúc này pháp sư thấy một con cóc ở dưới đất, liền nảy ra ý định quá phép cho con cóc dẫn đường cho đám cương thi. Như vậy ông ấy sẽ đỡ mệt hơn. Thế là ông ta có thể leo lên người của đám cương thi định nằm chợp mắt một lát. Nhưng không may con cóc này đang đi tìm bạn gái nên nó đã nhảy chờ sang một hướng khác. Không ngờ rằng ở trên cây lại xuất hiện một con ma nữ áo trắng. Nó đang có ý định bắt sát cương thi của ông ta. Vì để bảo vệ chúng, pháp sư định phải đấu với ma nữ một trận, đang chiếm ưu thế thượng phong. Thế nhưng ma nữ liền dùng chiêu mỹ nhân kế nhằm quyến rũ ông ấy. Mặc dù ông đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng con tim ông ấy vẫn cứ nhảy loạn xạ. Không chịu nổi nữa, ông ấy nhào đến ôm lấy con ma nữ. Chẳng mấy chốc nó đã hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh. Cũng mà vị pháp sư chỉ muốn giỡn chơi với nó mà thôi. Ông ấy đã chuẩn bị kính chiếu yêu và kiếm gỗ trừ tà. Cuối cùng hồ ly tinh nhận ngay nguồn gián kiếm của ông ấy và hiện nguyên hình về hình dạng ban đầu. Sáng hôm sau cũng đưa được cương thi về đến nhà. Ông ấy phát hiện ra thần đệ không ngồi chờ đợi mình mà bản thân ngủ say sưa, miệng còn ngáy o o o. Ông ấy bèn yếm bùa vào mấy con cương thi. Khi chúng nghe thấy hiệu lệnh ây da thì chúng sẽ dùng gậy gỗ trên tài đánh thẳng vào mục tiêu. Tuy nhiên bàn tròn của sư phụ sớm đã bị thần đệ đón trước. Cuối cùng người nói tiếng ây da lại là ông. Thế là ông đã bị đánh cho tơi bời qua lã. Trong vùng này chỉ có hai ngôi nhà của lão hòa thượng và ông pháp sư bốn mắt. Dù là hàng xóm duy nhất của nhau nhưng hai người không ưa nhau, thường xuyên cà khịa chơi khăm lẫn nhau. Thần đệ của bốn mắt lại khá thân thiết với hòa thượng. Một hôm hòa thượng dẫn về một nữ đồ đệ dữ dằn tên là Tinh Tinh. Thần đệ tưởng Tinh Tinh là con trai nên đã ôm cô trêu ghẹo, không ai bằng ta vô tình đặt vào ngay vùng đất cấm. Tinh Tinh nổi trận lôi đình, dạy cho anh ta một bài học rồi bỏ đi. Hòa thượng bèn giả vờ đánh thần đệ xem như lời dạy dỗ, nhưng dấu đầu lồi đuôi âm mưu của họ đã bị Tinh Tinh nhận ra và cuối cùng không phải lãnh hậu quả. Hôm sau thằng đệ mời hòa thượng và Tinh Tinh qua nhà anh chơi. Mới đầu là uống trà nhưng hai người cũng phải hơn thua nhau mới vừa lòng. Kết quả là gãy cả cái bàn. Thằng đệ biết trước tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn một cái bàn khác để ăn cơm. Người ta nói trời đánh cũng phải tránh bữa ăn, vậy mà hai lão già này không biết nể nang ai cả. Bữa cơm cũng sớm kết thúc vì hai lão sư phụ hết tranh giành nhau rồi lại hất đồ ăn vào nhau. Tối nào cũng vậy, lão hòa thượng canh me đến giờ ông đạo sĩ đi ngủ lại đi đọc kinh. Ông ấy đeo cả một cặp gáo dừa, một mớ bông nhét tai và nhiều thứ khác nữa, nhưng vẫn cũng không ngăn được âm thanh đó. Không tài nào ngủ được, pháp sư bèn mang tiền sang nhà hòa thượng hỏi mua lại căn nhà, nhưng cũng bị từ chối. Ông liền giả vờ hỏi xin dấu vân tay của hòa thượng rồi quay về làm phép lên hình nhân, mục đích là để làm phép điều khiển hòa thượng. Ở bên này hòa thượng đột nhiên lấy cây kìm tự nhổ răng của mình, sau đó lại tự điểm nguyệt cười và còn nhảy múa cha 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 với Tinh Tinh. Liền biết bị người ta yếm bùa, hòa thượng bảo Tinh Tinh lấy tỏi cho ông ăn. Cuối cùng ông ấy mới giải được bùa chú. Hòa thượng biết là do pháp sư làm, liền cùng Tinh Tinh chạy sang nhà pháp sư rồi làm phép bắt hình pháp sư lên một búp bê, rồi ông giao cho Tinh Tinh tha hồ chơi đùa điều khiển tên pháp sư bốn mắt trả mối thù khi nãy. Tinh Tinh còn chơi ác gắn pháo tên lửa và búp bê khi pháp sư bốn mắt te tua tư tản. Để phải giải bùa chú, pháp sư bốn mắt đành phải uống hết chậu dầu tô đồng như là uống bia. Điều này đã khiến ông đạo sĩ bốn mắt trướng cả bụng. Một ngày nọ có một đoàn binh lính triều đình đang đẩy một cái quan tài đi ngang qua nhà họ, trong đó có Rimep, sư đệ của đạo sĩ bốn mắt. Rimep cho biết họ đang hộ tống tiểu hoàng tử và cổ quan tài của một vị dương gia đã biến thành cương thi về kinh thành cho hoàng thượng định đoạt. Bốn mắt nói: sao căn quả tán nó mà lại đưa đi lâm tâm vậy? Bốn mắt đã liên tục nói về mối nguy hiểm khôn lường của xác chết này cho sư đệ nghe, nhưng thì ra đây là xác chết của hoàng tộc cho nên họ không được tự ý làm vậy, chỉ có hoàng thượng mới đủ quyền hành làm việc đó. Hòa thượng đứng gần đó cũng đến góp vài lời, nói rằng hạ mấy che xuống để xác chết hấp thụ ánh nắng của mặt trời, giảm bớt mùi hôi thối của tử thi. Đang nói chuyện thì tên cận vệ bắn xà bông hối thúc họ: nói nhiều quá lên đường thôi. Mọi người từ biệt nhau và đoàn lính tiếp tục lên đường. Đạo sĩ bốn mắt nhìn lên trời đoán được thời tiết hôm nay sẽ có mưa to, còn chuẩn xác hơn dự báo thời tiết của VTV. Đúng thật như vậy, trong cơn giông đêm đó tất cả mọi người đều tập trung dựng lều nên mất cảnh giác với cổ quan tài. Rimep phát hiện nước mưa làm trôi đi mật kết giới trên quan tài nên vô cùng lo lắng. Anh ta đến nói với tên bán xà bông: hãy cho quan tài vào trong lều tránh mưa trước được không? Nếu để mật bị cuốn đi trôi hết sẽ khó mà trấn áp được cương thi. Hắn ta chỉ biết lo cho tiểu hoàng tử nên không nghe lời Rimep. Để hoàng tử tránh mưa trước, mẹ kiếp cái thằng lẹo cái. Rimep không còn cách nào khác, quay lại kiểm tra quan tài một lần nữa. Nét mật kết giới trên dây trói đã bị trôi đi hết, khiến Rimep càng thêm lo lắng. Cuối cùng chiếc liều thứ hai cũng đã được dựng lên xong. Rimep nhanh chóng ra lệnh cho đệ tử đưa quan tài vào trong trú mưa. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên trời nổi sấm chớp, bỗng một tia sét đột nhiên xuất hiện và đánh trúng vào quan tài.
Những người đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng hất văng ra xa. Dây kết giới quan tài không ngừng chớp tắt vì mực đã bị trôi hết nên dây kết giới không còn uy lực như trước nữa. Cương thi từ bên trong đang dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Viên mép nhìn thấy vậy liền nhanh chân nhảy lên đè nắp quan tài lại. Đám đệ tử cũng bồi thêm dây kết giới khác. Tuy nhiên con cương thi bên trong đã hấp thụ được tia sét nên có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Hất văng viên mép ngã xuống đất. Đệ tử xông lên đứng ra bảo vệ cho sư phụ liền bị cương thi đâm một nhát thủng cả ngực. Viên mép xong thì cứu nhân cương thi. Sau đó đám đệ tử cùng nhau trói chặt cương thi bằng dây kết giới. Viên mép dùng bàn chân thối đè cương thi xuống, rồi dùng đạo một kiếm đâm thẳng vào bụng cương thi, nhưng nó chẳng hề hấn nhị. Đám đệ tử cũng bị nó hất văng đi chết tức tưởi. Cương thi quay sang tấn công đám người triều đình. Mặc dù là cẩm y vệ võ công đầy mình, nhưng đây là cương thi mình đồng da sắt nên bọn cẩm y vệ cũng ra đi từng đứa. Hoàng tử bé nhỏ cũng dũng cảm lao lên, dùng con dao đồ chơi đâm tới tấm vào người cương thi. Tên lẹo cái chạy tới bảo vệ cho hoàng tử, liền bị cương thi bóp vào dài. Đúng lúc này Riêng Mép dùng gạo nếp bịt hai mắt cương thi. Thằng lẹo cái lợi dụng thời cơ bế hoàng tử đã bị thương, chạy đến nhà hai lão sư phụ cầu cứu. Hai lão già nghe được tin liền hốt hoảng chạy đến ứng cứu. Băng qua một cánh rừng, khi đến được hiện trường lúc này chỉ còn thấy những xác chết nằm la liệt. Vào trong liều kiểm tra, phát hiện Riêng Mép đang giết chết thằng đệ đã bị trúng độc cương thi. Rimep lúc này cũng đã bị cắn, vì sợ sẽ hại đến người vô tội, Rimep cầu xin sư huynh bốn mắt: "Sư huynh, hãy giết chết em đi." Nhưng bốn mắt không thể làm được điều đó. Cuối cùng Rimep chọn cách tự sáng để kết liễu mạng sống của mình. Pháp sư cũng nhanh chóng thiêu mấy cái xác bằng bùa lửa. Tại nhà hoàng thượng, thằng đệ bốn mắt vì nhìn thấy Tinh Tinh chăm sóc cho tiểu hoàng tử chu đáo ăn cần, anh liền lừa Tinh Tinh hô hấp nhân tạo cho mình, nên giả vờ trúng độc co giật. Ai nào ngờ lại bị ngăn cách bởi một tấm vải. Thằng liễu cái thấy vậy nổi nóng dê, chạy đến thay thế Tinh Tinh thực hiện nhiệm vụ hô hấp nhân tạo. Đang sung sướng thì thằng đệ mở mắt ra, phát hiện người đang môi kề môi với mình không phải là Tinh Tinh. Trời ơi, mất hứng quá đi mất. Anh liền chạy ra ngoài xúc miệng 99-81 lần. Tiếp đến thằng liễu cái hỏi anh về những triệu chứng của người bị nhiễm độc cương thi. Hắn phát hiện ra bản thân đang có những biểu hiện tương tự. Thì ra hắn đã bị nhiễm độc cương thi nhưng lại luôn che giấu mọi người. Còn lúc này ở bên ngoài xuất hiện ba tên cương thi không ngừng rầm rú. Tên liễu cái cũng bất chước gầm theo. Hắn định ra ngoài nhập bọn nhưng bị đệ bốn mắt đánh cho ngất xỉu. Lúc này đám cương thi bên ngoài nghe thấy tiếng động trong căn nhà liền tấn công vào đó. Thằng đệ và Tinh Tinh bất đắc dĩ phải giao chiến với chúng. Lúc này vì đã thành cương thi nên sức chiến đấu của bọn cẩm y vệ đã mạnh lên rất nhiều. Đau thương bất nhập, thằng này vô tình chạm vào thanh kiếm gỗ phỏng cả hai tay nên đành lùi lại. Thằng đệ rút kiếm ra lao tới đâm vào từng thằng cương thi, nhưng mỗi lần tấn công thì móng tay của chúng lại đâm vào người thằng đệ. Nhiều lần như thế khiến mặt anh ta bị thương. Đánh hồi lâu mệt quá, anh đành phải bỏ chạy vào trong. Và vì sao tên lẹo cái cũng biến thành cương thi. Thằng đệ và Tinh Tinh nhanh trí hóa trang thành người của bọn chúng. Nhưng không ngờ đã làm cương thi rồi mà vẫn không bỏ được tính mê trai. Tên lẹo cái ép thằng đệ ăn chấu lửa với mình. Tình thế ép buộc, thằng đệ đành thỏa mãn hắn. Tên lẹo cái liền nhận ra đây là hàng phay đang đuổi theo. Trong lúc ngàn cân treo sợi chỉ, hai lão sư phụ trở về kịp thời cứu hai đồ đệ. Pháp sư dùng thanh kiếm gỗ tiêu diệt hết đám cương thi. Anh đẹp trai, em yêu anh. Thôi chết đi cho nội. Thằng đệ mau chóng được sư phụ chữa trị vết thương. Anh từng ngâm vào trong một thùng rượu gạo nếp, kèm theo đó là vài con rắn độc để vết thương mau lành. Lúc này con thầy Dương cũng đã tìm đến nơi tấn công vào nhà hòa thượng. Tinh Tinh thúc quản cầu cứu, tiếng thét thất thanh đã chuyển đến tai hai lão sư phụ. Một lần nữa họ lại phối hợp với nhau để thằng đệ và Tinh Tinh dẫn tiểu hoàng tử trốn vào nhà của pháp sư bốn mắt. Lúc này cương thi Dương đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nên đã thần tinh, kiếm đâm không thủng, bùa chú cũng vô tác dụng. Hai lão giao chiến với cương thi một hồi, nghĩ đây không phải là cách nên bỏ chạy đi lấy thêm đồ nghề để chiến đấu. Đạo sĩ đưa cho hoàng thượng thanh kiếm bé xíu, còn mình thì cầm lấy thanh to tổ bổ. Thằng đệ và Tinh Tinh quét đầy kẻ mình nha lên sàn nhà, hy vọng là bẫy được tên cương thi kia. Nhưng ai ngờ thằng cương thi lại chui từ sàn nhà lên, đúng là người tính không bằng cương thi tính. Nhanh chân bỏ chạy, vô tình dính chân vào đống mình nha trên sàn nhà. Con cương thi đuổi theo thế là cũng bị dính vào đó luôn. Ba người bèn tháo dậy thoát ra chạy thoát được. Đúng lúc này hai lão sư ngơ ngác xông vào cũng bị dính chân, thanh kiếm to tổ bố mà cũng gãy nát. Bốn mắt cũng dùng chiêu cởi dậy thoát ra bên ngoài. Lão hòa thượng không kịp thoát bị cương thi đè xuống. Cương thi sức mạnh vô song đánh bật hai sư phụ vào bên trong. Trong lúc thằng đệ và hòa thượng cố gắng kiềm chế cương thi, pháp sư bèn đến bàn thờ sư môn khẩn cầu sư tổ ban cho sức mạnh diệt trừ tà ma. Trong phút chốc pháp sư bốn mắt đột nhiên cơ thể phình to ra, nhanh chóng biến thành một lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn. Ông ta hùng dũng tiến đến đấm vào mặt cương thi, cương thi ngã xuống. Tiếp tục ném cương thi vào tường như ném một con búp bê. Khi thế quay hùng dũng mạnh đến cả cương thi cũng phải rùng mình khiếp sợ nép vào trong tường. Định tiếp tục cho cương thi ăn hành, không may ông giẫm phải mảnh sàn rơi dưới sàn, cơ bắp bắt đầu xì hơi ra như một quả bóng, sức mạnh cũng không còn. Cương thi lanh trí chớp thời cơ định lao ra tấn công vào lão sĩ thì bị dính ngay vào bẫy của lão hòa thượng. Ba người nhanh chóng đè xuống giữ chặt cương thi. Tinh Tinh nhân cơ hội đổ tất cả các loại thuốc độc vào miệng cương thi, còn bòi thêm vào miệng nó một con rắn. Cương thi dùng chút sức lực cuối cùng bật dậy, toàn thân run rẩy và trên người phát
phát ra tiếng nổ li ti, sau đó là ngã xuống đất mà chết. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.